Người mới chơi trò chơi này, tôi khuyên bạn nên chơi dòng game Diablo, đặc biệt là nhân vật 6 tay miêu hầu, tự mang theo thú cưng, vừa sở hữu sát thương cao, vừa có thể tăng cường bản thân, trang bị bộ đồ tối màu, chính là sự kết hợp hoàn hảo, 4 kỹ năng hệ tối, lấy ra một cái bất kỳ, tất cả đều là những tồn tại bất khả chiến bại, phá tung toàn bộ sân khấu.